chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với chương trình Khởi nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 18 giờ 45 phút thứ Sáu, tuần thứ Tư của tháng trên kênh Đồng Nai 1. Vâng, thưa quý vị, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, quản trị hiệu quả tài sản trí tuệ là một trong những nội dung quan trọng để tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín, tạo thương hiệu cho doanh nghiệp, từ đó góp phần tạo ra các giá trị cho nền kinh tế. Trong khi các nước phát triển đặc biệt coi trọng quyền sở hữu trí tuệ, coi đây là tấm giấy thông hành để khẳng định năng lực doanh nghiệp, thì ở Việt Nam, lâu nay sở hữu trí tuệ vẫn chưa được các doanh nghiệp am hiểu thấu đáo và quan tâm chú trọng. Chúng ta vẫn thường đánh giá doanh nghiệp dựa trên tài sản hữu hình như vốn, đất đai, tài sản máy móc, trang thiết bị. Nhưng trên thế giới, xu hướng này đã thay đổi từ lâu. Thực tế, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hàng đầu của thế giới không đi lên bằng tài sản hữu hình, mà bằng tài sản vô hình như thương hiệu, phát minh, sáng chế. Chính những tài sản vô hình này đã tạo nên sức sống, tương lai của doanh nghiệp và giúp họ phát triển rất nhanh. Quyền sở hữu trí tuệ là một cái vấn đề không phải là mới với chúng ta. Cục sở hữu trí tuệ rồi các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở các tỉnh, đặc biệt là các sở khoa học công nghệ cũng đã có những cái hoạt động tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ vừa. Tuy nhiên thì những cái nhận thức, từ nhận thức đến cái hoạt động liên quan đến quản trị, phát triển tài sản trí tuệ còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp còn chưa thấy được tầm quan trọng vai trò của tài sản trí tuệ, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Họ chưa quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ, chưa quan tâm đến việc chăm lo khai thác, phát triển nó. Chính vì vậy nên là những cái lợi ích từ những cái tài sản trí tuệ mà họ đầu tư ra chưa được khai thác một cách hiệu quả. Trong thời gian qua, mặc dù là Sở Khoa học Công nghệ cũng rất là quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cái nhận thức về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên là cái số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai rất lớn, mà đặc biệt là trong thời gian qua cái lượng doanh nghiệp mới khởi nghiệp cũng rất là nhiều. Khi mà mới khởi nghiệp các doanh nghiệp thì tập trung vào sản xuất kinh doanh, tập trung vào các thu hút nguồn vốn là chính. Nhận thức về sở hữu trí tuệ thực ra thì các doanh nghiệp cũng quan tâm, nhưng mà cái để quan tâm thực sự thì cũng còn hạn chế. Quản trị tài sản trí tuệ là việc chủ sở hữu thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với tài sản của doanh nghiệp mình tạo ra nhằm khai thác, giữ gìn và phát triển giá trị của tài sản đó. Dù sở hữu trí tuệ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi thế, song hầu hết doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay vẫn chưa quan tâm đến việc bảo vệ ý tưởng, bảo hộ thương hiệu. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thường mắc lỗi ở chọn tên nhãn hiệu, giải pháp kỹ thuật hoặc hình dáng sản phẩm đã thuộc về quyền sở hữu của đơn vị khác. Sự thiếu hiểu biết này đã làm cho doanh nghiệp gặp nhiều tổn thất về uy tín và tài chính do vướng vào các tranh chấp kiện tụng. Khi đăng ký thì đương nhiên họ được pháp luật bảo hộ cái quyền độc quyền, họ được độc quyền sử dụng, họ độc quyền khai thác, họ được quyền cấm các cái tổ chức doanh nghiệp khác khai thác mà không được phép của họ. Họ được quyền chuyển nhượng, giao bán, vân vân. Và để cho cái việc mà khai thác những cái quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ một cách hiệu quả như vậy, thì các cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học Công nghệ các thành phố, rồi là Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, chúng tôi cũng có những cái biện pháp cụ thể, đặc biệt là chính phủ, rồi các tỉnh có những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, trong đó có những cái hoạt động liên quan đến xác lập quyền, liên quan tăng cường thực thi quyền, vân vân. Và Viện Sở hữu trí tuệ thì chúng tôi cũng đã có những hoạt động liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp trong cái hoạt động quản trị tài sản trí tuệ. Nhận thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt đối với việc thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, hành động để thúc đẩy hoạt động này. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai vừa qua cũng đã tổ chức lớp tập huấn quản trị tài sản trí tuệ và công cụ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Buổi tập huấn là cơ hội để cho các doanh nghiệp khởi nghiệp nắm bắt và triển khai nội dung quản trị tài sản trí tuệ trong kinh doanh, nhằm bảo vệ và phát triển sản phẩm, bảo vệ quyền lợi trước các đối thủ cạnh tranh.
đánh giá được cái thực trạng như trên đó. Sao cho nên là trong thời gian qua lãnh đạo sở cũng rất là quan tâm, cũng đã có chỉ đạo trung tâm và tập trung và nghiên cứu phối hợp với các đơn vị liên quan của bộ để có những cái xây dựng những cái cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Mà trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã phối hợp với viện sở trí tuệ của bộ công nghệ tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương trên thế giới. Trong đó, nhiều thị trường đặc biệt quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ với các điều kiện ràng buộc chặt chẽ hơn, nghiêm ngặt hơn so với chuẩn mực quốc tế phổ biến trước đó. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cần tích cực chuẩn bị, thay đổi từ trong nhận thức lẫn hành động, cần chủ động tự bảo vệ thương hiệu của mình một cách thông minh, có chiến lược bền vững thì mới tự thân tạo dựng cơ hội, đưa doanh nghiệp vươn ra biển lớn. Thưa quý vị, nếu như ở nam giới, để khởi nghiệp thành công, họ phải vượt qua nhiều khó khăn thách thức, thì đối với chị em phụ nữ, để khởi nghiệp thành công, họ phải nỗ lực gấp bội phần. Bởi ngoài lo sự nghiệp, phát triển kinh tế, họ còn phải thực hiện vai trò làm vợ, làm mẹ của mình. Dẫu bước đầu khởi nghiệp sẽ có nhiều khó khăn, nhưng với những kiến thức, vốn sống tích lũy và sự quyết tâm cùng với sự trợ lực của các cấp hội phụ nữ đã giúp chị em bước đầu đạt được thành công. Trong chương trình Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo Khởi Nghiệp lần thứ 3 và vòng chung kết xếp hạng cuộc thi tìm kiếm ý tưởng dự án khởi nghiệp mỗi xã một sản phẩm trong Hội viên Phụ Nữ năm 2020, điều này càng được thể hiện rõ nét. Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo Khởi Nghiệp được tổ chức mỗi năm một lần với nhiều hoạt động như dành khu vực trưng bày các sản phẩm do hội viên phụ nữ làm, tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, mời chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn khi khởi nghiệp, cách thức vượt qua khó khăn để khởi nghiệp thành công, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cán bộ hội viên phụ nữ. Từ các chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ, tinh thần khởi nghiệp trong hội viên phụ nữ được đánh thức, qua đó xuất hiện nhiều ý tưởng khởi nghiệp mới mẻ và khả thi từ chị em. Riêng tại cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã nhận được 45 ý tưởng khởi nghiệp của hội viên phụ nữ, trong đó có một số dự án khởi nghiệp đáng chú ý. Tôi đã có duyên rất là nhiều đối với ngành dược liệu này, thì tôi đã đến với ngành dược liệu này hơn 11 năm rồi. Thì một trong những cái điểm mà lý do tại sao lại chọn cây anh xoa trong khi có rất là nhiều cây dược liệu khác, thì cây anh xoa là một trong những cây mà tiên phong của Việt Nam mình, gần như là chưa có nhiều nhãn hàng hoặc là chưa có nhiều người mà đưa được cái giá trị của cây anh xoa này. Thì hợp tác xã An Hội Hưng là một trong những đơn vị tiên phong để dùng cây anh xoa làm nguyên liệu. Thì cái công dụng nổi bật trong cây anh xoa thì nó sẽ làm cho cái người dùng họ cảm nhận rất là rõ, đặc biệt là trong các vấn đề về bệnh lý về gan. Thì hơn 11 năm gia công rồi, thì đến thời điểm này thì cái sản phẩm trà anh xoa này mới chính thức ra đời với thương hiệu là trà anh xoa Anh Hòa. Không riêng dự án này, nhiều ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi được các chuyên gia về kinh tế đánh giá cao về tính khả thi cũng như hiệu quả kinh tế. Năm nay cái cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Đồng Nai thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều cái bài thi chị em tham gia hưởng ứng, tổng cộng là trên 45 bài dự thi. Và trong 45 bài dự thi đó thì chúng tôi cũng đã chọn ra 9 cái dự án mà đạt các cái tiêu chuẩn của ban giám khảo đề ra. Và năm nay thì cái chất lượng sẽ được nâng cao hơn những năm trước, bởi vì chúng tôi tập trung vào xây dựng sản phẩm mà theo cái chương trình OCOP của tỉnh. Do đó thì các cái dự án năm nay rất là chất lượng. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều phụ nữ dám nghĩ, dám làm, áp dụng các mô hình mới vào trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả cao. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có trên 320 tập thể, hơn 25.000 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Các chị không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà thông qua hiệu quả của các mô hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các chị đã đóng góp cho địa phương, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Bên cạnh đó, các chị đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội khi tự nguyện đóng góp cho công tác từ thiện, cho hoạt động cộng đồng, tương thân tương ái.
Có thể nói, phong trào đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp như luồng gió mới khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong chị em. Để giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Sau hơn một năm triển khai thực hiện đề án, các cấp hội phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã chủ động sáng tạo triển khai những mô hình việc làm phù hợp điều kiện từng địa phương, giúp đỡ hội viên phụ nữ tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Tiếp tục thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Từ năm 2017 đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đánh thức tinh thần khởi nghiệp trong hội viên phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực phù hợp trong phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp như cái thứ nhất là chúng tôi được cái đề án 939 hỗ trợ, thì qua cái đề án đó thì chúng tôi làm công tác truyền thông, chúng tôi tìm kiếm và phát hiện ra những cái sản phẩm mà chị em đang kinh doanh hoặc là mong muốn kinh doanh, và chúng tôi hỗ trợ bằng mọi cái cách, có nghĩa là chúng tôi sẽ giới thiệu cho các cái nhà đầu tư hoặc là chúng tôi giới thiệu cho các cái nhà các cái sở ngành mà liên quan để phát triển cái sản phẩm của chị em. Hoặc là các chị em có ý tưởng nhưng mà các chị em chưa biết như thế nào thì chúng tôi hướng dẫn cho các em, các chị em lập kế hoạch để có thể hoàn thành cái ý tưởng của mình và có thể hiện thực hóa được ý tưởng đó. Hiện lực lượng lao động nữ trong tỉnh chiếm trên 50%, với bản tính cần cù, chịu khó, nên khi được hỗ trợ vốn, kỹ thuật cùng với những hoạt động tư vấn chuyên sâu về ý tưởng khởi nghiệp đã tạo bàn đạp để nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy được sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, từ đó mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để hội viên phụ nữ có điều kiện tham gia các hoạt động của hội cũng như hỗ trợ các phụ nữ khác cùng vươn lên. Cái hệ sinh thái hiện nay nó gồm rất là nhiều yếu tố, trong đó cái việc mà hỗ trợ cái công tác tuyên truyền, hỗ trợ cái công tác tiếp cận đến các cái nguồn vốn, đặc biệt là các cái quỹ đầu tư, và khi mà các dự án được tham gia vào các cái cuộc thi thì đó chỉ là cái cơ hội để tiếp cận nhanh nhất đến các nhà đầu tư. Đặc biệt trong cái giai đoạn hiện nay thì các cái chương trình đào tạo rất là phù hợp với thị trường. Chính vì vậy mà thông qua cái việc triển khai các cái chương trình đào tạo chuyên sâu cho phụ nữ thì cũng giúp cho phụ nữ có được cái kiến thức vững vàng hơn, và khi đi vào câu chuyện khởi nghiệp không bị gãy nửa chừng. Cũng theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trong quá trình vận động chị em khởi nghiệp, cán bộ hội phụ nữ các cấp đã tập trung giúp đỡ chị em ngay từ ý tưởng đến xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh. Khi kế hoạch được triển khai, chị em mong muốn tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ đồng hành ở phương diện nào, ví dụ như cung cấp kiến thức, cách tiếp cận khoa học công nghệ hay vay vốn thì hội sẽ giúp đỡ kịp thời và đúng trọng tâm. Ngoài ra, trong nhiều năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên toàn tỉnh đã tập trung vận động, hướng dẫn cho hội viên phụ nữ đổi mới tư duy, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình khởi nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.